Cái sốt muối béo này nó có cái gì mà người ta mê dữ vậy trời? Hồi đợt tôi có làm một cái clip về bánh tráng muối béo mà 4.4 triệu view. Không tin được vô mắt mình luôn á mọi người. Tiếp nói cái thành công của tập 1 thì tập 2 này tôi có kiếm được một cái shop bánh tráng muối béo ở trên TikTok shop cũng được rất là nhiều lượt mua. Shop này là bánh tráng muối béo Thủy Trần. Tôi nghe nói shop chị này là shop đầu tiên trên thị trường Việt Nam mà sản xuất ra cái loại muối béo này á. Nhìn cái sốt muối béo nó đặc đặc xanh xánh nó đã con mắt gì đâu. Cái phần này tôi mua nó sẽ có topping là hành phi, tép mỡ và sa tế cho mình luôn. Phần này sẽ có hai loại sốt, một là muối béo, hai là trứng muối. Trời trời, coi bánh tráng nó dễ quá trời. Quên như cái hỗn hợp muối béo có cái topping kèm theo. Cảm nhận đầu tiên sẽ là cái vị béo nha. Kiểu nó vừa béo béo, chua chua ngọt ngọt mà cũng có xen một cái vị mặn mặn nữa. Cái sốt này nó khá là thơm luôn á mọi người. Và cái muối béo bên chị nó sẽ thiên về cái vị đậm đà hơn. Ăn chung với cái tép mỡ giòn giòn béo béo, hành phi thì thơm thơm rất là cuốn luôn nha. Set này tới hai loại sốt lận, loại sốt thứ hai sẽ là sốt trứng muối. Ê mà tôi thích cái sốt trứng muối này hơn nha. Bên trong nó còn lợn cợn mấy cái trứng muối luôn. Cái muối béo là nó béo một thôi, cái này nó béo gấp 2, gấp 3 lần. Nguyên một cái set như vậy tôi mua có giá là 85 cành. Có cả set một vị nữa nên là mọi người có thể tùy chọn nha. Một quán mì xào có số tấp mở siêu to, cho khách muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Quán này dành cho cú đêm hoặc những bạn thích đi chơi khuya, vì quán bán cực kỳ khuya luôn, tới 2-3 giờ sáng vẫn còn bán. Một dĩa mì xào có giá từ 35-45 ngàn. Và ở đây có hai loại nước tương, sẽ có nước tương chay và nước tương do quán pha nha. Nhưng mà tôi thích ăn nước tương do quán pha hơn, vì nó có cái vị ngọt ngọt, ăn với mì cuốn lắm. Món mà tôi thấy ngon nhất ở đây là mì xào bò trứng. Điểm đặc biệt của quán này là sẽ có một cái thao tấp mở, khách muốn ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, nhưng mà phải đi sớm trước 12 giờ thì mới còn nha, chứ mà đi trễ quá là hết gán chịu. Đối với tôi, một dĩa như thế này mà 35 ngàn là cực kỳ chất lượng luôn, tại vì bò nó rất là nhiều mà nó còn có cái tấp mỡ giòn giòn nữa. Mì thì xào vừa tới không có bị mềm nhũn nè. Trứng thì béo được chiên vàng giòn nhưng không có bị ngấy dầu. Còn dĩa này là mì xào với gà chiên nước mắm thì thơm, sốt thấm đều và không bị mặn. Em tôi thì thích ăn cái này nhưng tôi thích mì xào bò trứng hơn nha. Ở số 113 Nguyễn Phúc Nguyên, quận 3. Mỗi lần về Đà Lạt là mẹ mình cứ rủ ghé cái quán gì mà có cái gỏi cuốn siêu to á. Mẹ mình mê mà cứ gỏi cuốn ngũ sắc ở cái quán top tép này đó mấy bạn. Xin chào mọi người, mình là Thi đây. Đây cũng là lần thứ N ghé quán rồi nhưng mà lần nào cũng ăn nhiều món mới, cũng chưa ăn hết nổi cái menu ở đây luôn. Nhà mình đi 6-7 người nên gọi một bàn như thế này, chứ thực ra chỉ có 7-8 món thôi à. Hôm nay gọi cuốn có rau lạ ghê. Lần trước mẹ mình thích ăn cái món gọi cuốn có bơ, mà hình như là mùa này bơ hết rồi nên quán thay bằng rau khá là bắt mắt. Ăn cái mì gọi cuốn rau không thì đâu có đã cái nương. Gọi thêm một cái mì cuốn tôm thịt truyền thống này, không chỉ ngon miệng mà còn ngon mắt nữa. 10 điểm cho cái sự sáng tạo này. Đến cái món lươn ngỗng nướng này cũng không quá đặc sắc, nhưng mà cái sốt ăn cùng thì đậm đà lắm nha. Cân bằng lại với cái dĩa salad rau chua ngọt này rồi tiếp tục với lại món nướng. Những quán ở Đà Lạt thì đa số là nướng và lẩu, một phần là do không khí thích hợp á. Mà đúng thiệt, trời lành lạnh ăn thịt nướng và lẩu chỉ có đã cái nết của mình thôi. Thịt nướng ở đây tất cả đều vừa vị, không quá đặc sắc. Nếu mà nướng vừa chín tới thịt sẽ mềm, ăn liền lên cho bếp than như thế này luôn cho nóng. Vì thời tiết lạnh nên nhanh nguội sẽ không ngon đâu nha. Mình thích cái nước sốt chấm ở đây á, và mình cảm được cái vị ngọt và tươi từ nguyên liệu với lại rau củ. Qua đến cái lẩu bò rồi nè, nhìn rau và topping thì mấy bạn cũng đã thấy và không cần nói nhiều, phải nói là cái lẩu chất lượng lắm luôn. Nước lẩu thì vị ngọt thanh nha, không giống như nhiều chỗ khác. Cái vị lẩu này thì không dành cho mấy bạn thích đậm đà chấm bò và rau với treo nữa, ta nói đại hết chén lẩu này đến chén lẩu khác luôn. Địa chỉ quán nằm ngay 82 Nguyễn Phi, Ỷ Lan, cho ai còn lang thang ở Đà Lạt nha.